không cầm. Điều đầu tiên là xin cho em được xin lỗi đến người dân vì những cái phát ngôn của em đã gây nên hiểu lầm cho tất cả mọi người. Cũng nhân đây em xin được chia sẻ, đó là ý tất cả những cái điều em muốn nói, đó là người dân khi có bệnh là cần phải được đến bệnh viện, được khám và điều trị, chẩn đoán theo đúng phác đồ. Và bên cạnh đó thì khi mà người dân bị bệnh có một tinh thần lạc quan, tin tưởng thì sẽ giúp được cho bác sĩ rất nhiều trong quá trình điều trị và có thể bệnh sẽ ổn hơn. Tiếp theo là xin được nhân đây em xin được cho em được xin lỗi đến ban giám đốc bệnh viện, xin lỗi thầy, xin lỗi các anh chị em đồng nghiệp trong bệnh viện Bạch Mai nói chung, nói riêng và đến tất cả các đồng nghiệp trong ngành y nói riêng, trường đến nói chung. Vì phát ngôn của em đã gây nên hiểu lầm và làm ảnh hưởng đến uy tín của các thầy, uy tín của bệnh viện, uy tín đến toàn ngành y. Tất cả